sau đi. Thôi anh cứ quay nhá, có việc gì cắt thì cắt nhá. Đấy, vừa nói luôn thì quay. Quan sát tổng thể rồi hắn lắp chứ. Quan sát tổng thể máy rồi hắn lắp. Bình tĩnh về cắt ghép là nó đẹp. Rồi, anh đổ dung môi, anh đổ dầu ăn vào nhá. Dầu ăn hoặc dầu diazen nhá. Rồi, nhưng mà anh mở van, thứ nhất là cái van ở trên. Lấy cái tấm bìa dài kìa, kê hẳn lên. Tấm mà quay ra không quay lặp đâu, còn đâu còn cái hộp đấy rồi. Nặng lắm. Cũng vừa đưa này nó vào. Lưới ra ra này. Lưới ra ra đi rồi. Anh ơi. Đấy, bốn con rồi. Nào, bốn con rồi. Xong là lau chùi những cái túi bóng cần cái thứ kìa để cẩn thận đẹp đẽ vào. Đừng có mất đi đấy, để thấy trên nó bẩn chưa? Làm một cái bìa nữa em ơi. Để chỗ này đây. Anh ơi, bên em có 3.000 xuống đấy. Anh bê rồi. Bên em 3.000 đâu? Đấy. Quay cái đầu nào. Ấn như nó vào đi. Không có phải sau đấu vào cái đầu kia là không. Nó tự đẩy vào không? Tự đẩy vào. Không thù đâu, lúc trước nó lắp một con như vậy rồi. Nó lừa mãi mới vào được. Ừ, tay cái này không chịu. Quay lên cái nóng này, quay lên trên đi. Vâng. Rồi. Thôi cứ quay đi, không về cắt xong. Không cần chặt quá rồi. Rồi là ở đây vào. Tháo ra. Nhớ lại tháo rồi, mất công. Làm sao cho nó. Để nhẹ nhàng thôi. Anh đang để cái bìa ở trên đây. Để anh lấy cái bìa nữa. Nặng lắm. Quay cái đoạn này. Quay gần vào đây này, cái lỗ này bởi vì nhiều người ta lắp nhầm cái này với cái trên này. Lỗ nó nằm ở trên như thế này này. Thế là nhìn cái lỗ đó với cái lỗ kia nó phải khớp nhau. Anh cứ bỏ vào tay xoay đến đây nó tự sập xuống. Rồi. Xoay nó hợp chốt. Rồi. Không thể nó lắp nhầm được với cái chốt dưới này, lỗ này không phải vừa cái lỗ của cái kia được. Không, nhét được ở đây, nhét được vào đây. Chỗ này lắp được. Thế à? Nhét được nhưng mà ở đây là không nhét được vào đây. Thế thì nếu mà không được thì khách sẽ tự động xoay lại thôi. Cái này cũng như
không phải mở đâu anh. Để đấu dây ga có một đoạn thôi mà. Cả đó. Nó vướng khó. Mở ra để cho khách xem được. Mở ra dễ lắm. Đó. Mở hẳn ra đâu không? Để trên đỉnh này quay xuống nào. Thì nhìn thấy tay anh rồi. Một cái nhỏ. Nhưng mà không cần đâu anh ơi. Cái này của nó là chỉnh ra thoải mái. À. Bộ. Mình sẽ dùng một cái chứ không phải dùng cả hai. Ờ đúng rồi, còn một cái là phải được. Cái đoạn đấy mẹ không quay là tháo ra rồi. Còn lúc nào khách hàng không nắm được thì... Mình nhớ là được. Cái đấy có gì mà không nhớ được. Mình bỏ đấy, có một cái thôi. Vì khách người ta rất là thông minh. Sau khi mà lắp không được thì sẽ tháo ra và lắp lại. Cái gì đó. Bóp ra, bóp thử ra. Anh dí cho cái lỗ. Nó vướng như vậy. Đấy, được rồi. Cái này mới chụp bố. Kệ, cứ đấu không này. Đấu tạm.
nhỏ đấy thì lại kéo về máy vận chuyển đất. Chở ra định giá thì